Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Vì việc quản lý tài sản bằng phương pháp thủ công sổ sách đang gây mất rất là nhiều thời gian công sức cho các tổ chức doanh nghiệp. Vì vậy rất nhiều đơn vị đã quyết định ứng dụng công nghệ bảo vật để cải thiện hiệu quả cho cái công tác này. Thì trong cái thành phần này thì không thể nào thiếu một chiếc máy Intel quản lý tài sản. Thì trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy Intel quản lý tài sản có model đó là RIN 412 PAI+. Thì đây là một dòng máy với công nghệ Nhật Bản, với khả năng in ấn sắc nét và cũng như là hiệu suất in mạnh mẽ. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết cũng như in thử xem cái khả năng in ấn của cái dòng máy này. Thì hiện tại trên màn em đây đang là chiếc máy RIN 412 PAI+ để bàn mà em đang muốn giới thiệu với mọi người. Thì trong cái công tác quản lý tài sản thì cái việc mà Intel mình không cần thiết phải sử dụng những dòng máy in công nghiệp và cái hiệu suất in quá lớn, thì một dòng máy in để bạc RIN 412 thì đã là phù hợp với công tác quản lý của mình. Thì mọi người có thể là nhìn sơ qua về cái hình dáng bên ngoài của chiếc máy ha. Đây, mọi người có thể nhìn qua chiếc máy thì khá là quang vức và chắc chắn nha mọi người. Đây, trong màu chủ đạo đó thì xám, đen và trắng. Rồi em sẽ mở cho mọi người xem chỉ vào bên trong. Đây là bên trong. Phía bên trong này thì nó có một cái sơ đồ để cho hướng dẫn mình có thể là thao tác lắp đặt giấy mực. Nếu lỡ có quên mình có thể là nhìn vào đây để mình có thể là làm theo ha. Nó cũng khá là đơn giản, còn theo cái đường hướng dẫn của nó ha. Rồi, tiếp theo mọi người có xem phía dưới này, phía sau này, đây là cái khu vực để mà mình có thể là chứa được quần giấy. Cái quần giấy mình có thể đặt được trong này tối đa đó là quần giấy 50m. Đây. Còn phía trước này nó sẽ mở lên mọi người xem ha. Đây. Thì dưới này đây là cái khu vực để mình có thể là để cái quần mực để mình có thể là sử dụng với chiếc máy này, đó là quần mực có độ dài đó là 300m. Phía trên này là cái quần thu nha mọi người. Đây, phía trước này mọi người có thể xem qua. Cái thành phần quan trọng nhất của trong chiếc máy này thì có thể nói tới đó là cái đầu in của máy. Thì đây là chiếc đầu in có độ dài, độ rộng của nó là 105mm, tương đương với là 4 inch nha mọi người. Còn độ phân giải được trang bị cho dòng máy RIN 412 PAI+ này đó là độ phân giải là 300 dpi. 300 dpi là đã cho mình một cái bản in ra khá là sắc nét cũng như là rõ ràng về những cái nét chữ cũng như mã vạch, mã QR code trên đó rồi nha mọi người. Mọi người có thể xem còn phía dưới này nè, thì đây là trục ruler con cảm biến. Đây, mọi người có thể nhìn qua ha. Đây, chiếc máy nhìn rất là chắc chắn nha mọi người. Thiết kế của nó cũng khá là nhỏ gọn, tại vì đây là dòng laptop nên thành ra là mình có thể là đặt được ở nhiều vị trí cũng như là khu vực khác nhau, tiết kiệm được cái không gian diện tích làm việc của mình. Mình có thể xem qua ha. Rồi, phía sau này em giới thiệu một xí về các cổng kết nối của máy. Mọi người có thể xem, đầu tiên là đây là dòng máy cổng LAN ha. Cổng LAN, cổng Internet. Thứ hai đây là cổng RS232 nè. Ba đây là cổng USB nha mọi người. Hai cái này là đây là jack nguồn và công tắc nguồn. Thì như em đã nói thì đây là dòng máy rất tốt, nhưng nó được trang bị cổng LAN thì đây là một điểm cộng rất là lớn đối với dòng máy của RIN nha mọi người. Đó. Ở phía trước này mọi người xem một xí, phía đây là có đèn, đây là đèn và nút nhấn, đây là hai cái đèn để nó hiển thị trạng thái để mình có thể là biết được cái máy nó đang hoạt động hay là nó đang báo cái lỗi gì để mình có thể là xem lại cái cách lắp đặt giấy mực hoặc là những cái tình trạng lỗi của nó ha. Còn đây là nút fit để do giúp mình có thể là cài đặt cấu hình cũng như là bấm cho giấy nó chạy ra ha. Theo cái hướng dẫn của máy ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt thử cho mọi người của giấy và mực và tiến hành thực tế xem cái khả năng in ấn của dòng máy này như thế nào. Mọi người hãy cùng em theo dõi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt thử giấy cũng như mực và tiến hành in cho mọi người xem cái khả năng in những con tem quản lý tài sản của chiếc máy 412 này nhá. Đây, thì mọi người mở máy lên nhẹ nhàng ha, nhấn mở nắp cùng đầu in lên. Đầu tiên mình lắp giấy khá là đơn giản, nên sau này có cái rèm này, có cái trục gắp giấy này, mọi người để vô đây, thấy không, luồn vô cái ống giấy của mình đây. Đó, xong mình bỏ vào thôi. Cái giấy của mình thì nó sẽ hướng ra phía trước. Đấy, để mình kéo ra phía trước. Đấy. Và phía dưới này đây nó có một cái nẹp giấy màu xanh này, nó đang giữ lại này, thì mình có thể là kéo ra. Tại vì là do là chiếc máy này có thể sử dụng nhiều kích thước giấy khác nhau, nên thành ra là mình có thể di chuyển cái này để sau đó mình kéo lại cho nó vừa khớp với khổ giấy để nó giữ cái giấy lại, không để cho giấy chạy qua chạy về. Ha. Em sẽ hướng dẫn nhanh cho mọi người ha. Rồi tiếp theo lắp mực, cái trục quần mực á, thì mình sẽ lắp ở bên dưới, còn quần thu thì mình sẽ lắp ở trên nha mọi người. Cái quần mực thì ở bên dưới ha. Đi kèm với máy nó sẽ có là hai cái trục,
hai trục của máy à. Nhưng mà người thay mọi người vứt cái lò giấy này chứ đừng có vứt cái này nhá. Đấy mình luôn vào đấy đẩy sát vào. Đó vào phía trong này thì nó có cái rình và cũng như là có cái khớp thì mọi người chỉ cần đẩy vừa khớp là nó sẽ vô được. Đây phía trên này em đẩy cho mọi người xem này, này mọi người bỏ vô khớp này thấy không, xong đẩy đẩy vô đây, đẩy vô rình đây này, nó thì nó sẽ vô được ha. Trước tiên thì mình sẽ lắp với quần thu đó. Nếu mình mua quần lực mới thì quần thu này nó chưa có cái gì đây này, còn em đang lắp cái quần là mẫu thôi nhá. Đấy, sau đó thì dán lại một cái băng keo lên trên này để cho cố định cái mực lên cái quần thu. Hiện tại em đã cố định sẵn rồi, đây nên em lăn vài vòng cho nó thẳng cái mực của mình lại thôi. Cái giấy này thì mọi người nhớ là cho nó lòi ra khỏi cái trục vô lơ một xí ha, đừng có để thọt vào trong thì nó không chảy ra được. Đó rồi đóng lên xuống thì nhấn mình cái này xuống ha. Rồi đóng lại, mọi người có thể là đây, mọi người mở máy lên. Bước đầu tiên khi mà mọi người sử dụng máy thì mình sẽ calibrate máy cho máy nó hiểu cái giấy này. Khi mà mọi người thay lại giấy này thì mình không cần làm nữa ha. Cái bước này thì bạn cất lên, nhấn giữ nút fit ở đây, nút fit nhé mọi người, sẽ đợi cho hai đèn này, hai đèn nó đều sáng một cam thì mình thả tay ra, một tay nhấn giữ, một tay bật nguồn. Trong khi bật nguồn thì tay này vẫn giữ ha, đợi cho hai đèn nó đều sáng màu giống nhau này. Ở đây nó màu cam này này, còn cái đèn sau màu đỏ, đang màu đỏ này, nó màu cam cái thì mình thả tay liền ha. Đó nó màu cam thả tay ra mọi người. Lúc này là em mở nắp, còn nếu mọi người đóng nắp thì mọi người cũng có thể nhấn ở đây được nhá. Đèn ready với đèn start up nó cũng tương tự như vậy. Sau khi xong rồi thì mình chỉ cần mở phần mềm lên và in thôi. Thì hiện tại em đã thiết kế sẵn một con tem ở trên phần mềm đây rồi. Khi mọi người mua máy ở Thế Giới Bảo Mật thì bên em sẽ cung cấp một phần mềm để cho mọi người có thể là thiết kế tem nhãn miễn phí ở trên này nha. Mọi người có thể là tạo bảo mật, tạo tên đơn giản, tạo QR code và có thể liên kết file Excel để có thể là in hàng loạt. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử ha. Em sẽ in thử 10 con nha mọi người. Đây, nhập số lượng xong bấm chọn in thôi ha. Nó là khá đơn giản. Đây mọi người có thể thấy in 10 con tem ra, tốc độ khá là nhanh. Thì hiện tại em đang in những con tem giống nhau, còn mọi người có thể liên kết với file Excel để mình có thể in hết tất cả những cái tài sản trong cái danh sách list Excel mà cái nội dung này nó sẽ khác nhau. Thì phần mềm này nó có thể là liên kết được để nó sẽ đổ cái dữ liệu từ Excel vô nó khác nhau nha. Thì ở đây em in test nên mọi người chú ý tới những cái không số như là cái nét chữ này, cái độ đậm và cái độ đều của từng con tem. Thì mọi người thấy con tem thì nó khá là đồng đều này, nét chữ rất là rõ ràng này, mã vạch này 1D, QR code đó, rồi từ con tem dưới đến lên con tem trên thì nó khá là đồng đều. Em sẽ tiến hành in thử thêm cho mọi người một số tem để mình có thể thấy ha. Tốc độ in của nó cũng khá là nhanh nha mọi người. Thì đây là dòng máy có tốc độ in của nó là 4 in trên giây ha. Không để xem ha. Đó. Cái chữ này khá là rõ ràng ha mọi người. Đây là dòng máy có độ phân giải là 300 dpi nha. Thì ngoài cái tem trắng này thì mọi người có thể chọn một số loại tem khác như là tem decanxi bạc hay là tem PVC để mình có thể dán lên tài sản nó thì cố định hơn và bảo quản được lâu hơn. Những cái này khi mà mọi người liên hệ nói mua tem quản lý tài sản thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn về những cái loại tem phù hợp để mình có thể sử dụng nha. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một chiếc máy in tem quản lý tài sản có model đó là Rin 412PAX. Thì mọi người có thể thấy chiếc máy nó có thể in ra những con tem với chất liệu in ấn sắc nét cũng như là cái khả năng in ấn rất là đồng đều trên tất cả những con tem. Thì nếu như mọi người cũng đang quan tâm tới nhu cầu đó là in ấn những con tem quản lý tài sản thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com để tụi em có thể là tư vấn cho mọi người những loại tem nhãn cũng như là thiết bị nó phù hợp nhất để ứng dụng cho việc quản lý tài sản trong cái đơn vị doanh nghiệp của mình. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.